Vâng, thì hôm nay có một ông bạn nhờ mình làm clip gọi là test đồng hồ để làm clip để bán hàng ấy, chuẩn bị khởi nghiệp các bạn, nghe đam mê đồng hồ lắm. Thế bảo mới nhập con này bền lắm, bây giờ mình sẽ mang ra lấy con ZX-MR của Cấn Hoàng Long để chèn qua để test độ bền nhá. Ok, các bạn cùng theo mình nhá. Chưa được lại nào. Tới tới với mẹ tay tới nhỉ. Dạ. Ông luôn cho tôi quay trước rồi, tôi quay trước rồi, phân đoạn đi. Quá buồn cười các bạn ạ. Vãi cả các bạn, là nó không thẳng cái dây, nếu mà nó thẳng cái dây thì sao? Thế nó kia nó còn mua công nghệ quay. Quả này thì thôi em Dũng ít tuổi thì em Dũng ăn đi. Anh lớn thôi em kính não đắc thọ với các anh lớn tuổi, em ít tuổi ăn nhiều lắm rồi, các anh ăn đi. Anh tối vừa ăn no quá, vừa tới nó tập game rồi, tới ăn thì tao ăn nhiều lắm rồi. Thôi đấy, Dũng ăn đi. Tao ăn nhiều lắm rồi. Có ba quả trứng anh em nhường nhau. Thôi mình xin nhá. Ăn từ nào, đau vội thế. Ăn ba cái ông để một người em đi tuổi chứ ở đây nó sao không mệt em thôi rồi em nhiều người bây giờ thế nào em là tao tập kim tao ăn chơi. Tranh nhau ăn cho mẹ. Em phản chết mẹ đi. Đi thôi. Đi đâu rồi? Anh đi ra ngắm hồ rồi. Bắt đầu đi anh. Đang phải lên đầu đi. Điên rồi. Đầu chiến châu bốc đầu. Ok điên đi. Con rồi bốc chiến châu bốc mình bốc chả thế thế bốc bốc ghê lắm hả? Bốc đầu bao giờ đâu bốc đầu cứ bốc rồi thử đi. Đây đoạn này đẹp như thế này. Đấy. Chơi quay cái gì này? Em đang quay vui thôi anh điện quay. Bốc đầu quay thế thôi em tắt nha. Em tắt rồi, em tắt rồi. Bốc đi anh, em tắt rồi. Mày bỏ ra đây bướm.
Đéo thì thế, chưa bỏ ra đã sợ rồi. Để bỏ ra là bay mẹ hết. Nhiều bướm quá. Sao mày? Mày làm cái gì này? Em làm gì đâu? Em làm gì đâu? Em thử cái này. Thử cái này đây. Đây này. Chả bảo đéo gì cơ, mình để tí rơi mày. Giới thiệu của em, giới thiệu của em đây là mày sấy của anh. Bây giờ em lấy đây à? Đây em cúi đầu đây. Fuck you. Fuck you. Ernest C. V. Tong Walker. Fuck you. Ôi, tuần nữa đi béo quá. Sang nhờ anh tới nữa. Vào đây em, vào. Rồi. Giá. Được rồi. Ở đây nhá. Ở đây nhá. A few moments later. Thế nào rồi? Ôi trời ạ!
em ăn con mẹ nó sâu rồi. Tốt, thế thì mẹ đi thi luôn. Ai chà, cả quay được được anh được. Tư thế thứ nhất xem nào, em kiểm tra rồi đi thi được. Đó là để em sắm quần này đấy. Mày thấy anh chỉ cách để siết được không? Được, được, quá được luôn. Tư thế thứ nhất cái xem nào. Anh ừ. Đó, rồi đứng xa xa ra. Anh xa. Trời ơi, được, được, được. Rồi, rồi. Mùi thế nào, mùi thế nào. Kìa, một chiếc béo ấy. Ừ. Bụng nhé. Ừ. Bây giờ. Đấy. Chà. Kìa. Đi, đi thi luôn. Thi à? Đéo thì nói đi. Bạc mẹ rồi. Bạc mẹ rồi. Thứ vị tiếp theo, các vận động viên sẽ thực hiện sơ tử tí nhau. Phần thi đấu bắt đầu. Ra đứng mẹ một chỗ đi. Được. Đứng mẹ riêng một chỗ à? Đéo mày xeo thằng nào em ạ? Đứng mẹ một chỗ à? Thế xem nào. Lại đi vòng à? Ừ được. Lại ra mẹ đấy đi. Được. Quá. Cởi quần ra. Cởi quần em ơi. Nào. Nào. Ờ, mình đéo có lông lách. Ờ. Chuẩn bị lên lên bục podium các bạn nhá. Lên bục podium đấy. Hoàng ơi! Quang Tú. Bạn ơi, bạn ơi! Vâng, cảm ơn các bạn đã xem clip của Tới. Các bạn thích đoạn nào nhất có thể comment xuống bên dưới cho Tới biết được không? Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Tới nhá. Nhớ đăng ký kênh nhá. Ấn chuông nữa nhá. Lần sau sẽ có clip hay. Ok, xin chào. We'll be right back.